xin chào các bạn đã quay trở lại Nâng Review. Thì hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn bộ Wi-Fi Relay 1 kênh có RF433. Đây là bộ điều khiển thiết bị có Wi-Fi. Nếu các bạn điều khiển thiết bị bằng Wi-Fi ở trong nhà, đây thì đây là bộ thiết bị điều khiển Wi-Fi. Wi-Fi Smart Switch đấy, thì con này có hỗ trợ RF433 đây và chuẩn Wi-Fi IEEE 802 11.1 và dòng vào là từ 90 đến 250V 50-60Hz và dòng mắc là 10A đấy. Thì đây là đầu vào và đây là đầu ra, có ký hiệu trên đây rồi đấy. Đây là hai cổng header đầu vào và đầu ra. Mình sẽ bóc cho các bạn xem phía bên trong. Thì đây là phía bên trong của bộ điều khiển này. Đây, nó có một cái dơ le, bộ thu Wi-Fi tín hiệu. Đây là tay phát đi kèm, một cái tay phát RF 4 kênh. Đây. Thì để điều khiển được cái thiết bị này thì các bạn sẽ cần cái phần mềm. Đây. Nó là phần mềm LE-Link. Đây. LE-Link. Các bạn có thể tải phần mềm này bằng cách đó là các bạn lật vỏ hộp ra. Đây. Sau này có mã QR của iOS và Android và tập web mã QR để tải. Đây là hướng dẫn sử dụng User Guide. Đấy, hướng dẫn sử dụng cho người dùng. Thì các bạn có thể quét mã QR để tải cái ứng dụng này, hoặc là các bạn có thể vào App Store. Các bạn có thể vào App Store hoặc là vào bằng Set Play của đối với Android. Thì các bạn tìm từ khóa LE-Link như đây, nhưng mình tìm LE-Link ra từ khóa LE-Link đấy, ra cái app đầu tiên là LE-Link Smart Home Control thì các bạn tải về. Đây mình đã tải về rồi đấy. Thì khi mà mở cái LE-Link này lên thì đây là mình đã đăng nhập tài khoản của mình rồi, thì mình sẽ về mình thoát ra. Đây, đầu vào nó sẽ bắt các bạn là phải đăng ký một cái tài khoản. Thì các bạn chọn Register, đây, Register. Đấy. Các bạn sẽ nhập chọn mã vùng và mã vùng đây thì mã vùng Việt Nam thì kéo rất sâu. Các bạn chỉ có kéo chút. Cái này nó không có thanh kéo nhanh nên mình kéo rất là mất thời gian. Đây Việt Nam đây, ở đây Việt Nam này, chọn Việt Nam. Sau đó nhập số điện thoại của bạn vào. Là đăng ký được, nó sẽ gửi cái mã gì đấy, mình không nhớ lắm. Đây, nói chung là cứ thực hiện tuần tự cho các bước rồi bạn sẽ có đăng ký cái tài khoản. Bây giờ mình sẽ đăng nhập cái tài khoản của mình vào. Đấy, như vậy là mình đã đăng nhập cái tài khoản của mình vào. Thì lúc đầu vào thì nó sẽ có một cái hướng dẫn cho các bạn, thì mình đã đăng nhập một lần rồi nên nó sẽ không còn nữa. Nói chung là xong thì nó cũng sẽ ra như này thôi. Đấy. Đây là giao diện lúc các bạn chưa có kết nối gì. Đấy. Thì bây giờ mình sẽ cấp nguồn vào đây, mình sẽ test cho các bạn xem. Để nhận biết rõ hơn nữa cái điều khiển thì mình sẽ thử cho nó đối với một cái bóng đèn. Rồi. Thì cấp nguồn xong thì bạn thấy cái đèn này nó nháy như này. Đấy. Đấy. Thì đầu tiên cái này nó có sự khác biệt giữa việc các bạn điều khiển bằng Android và bằng iOS. Thì với iOS thì đầu tiên như này, các bạn mình sẽ thử với các bạn cho các bạn xem. Với Android thì các bạn chỉ việc chọn tắt và các bạn next
bạn là nhập phát wifi của các bạn vậy. Nó sẽ tự động tìm, nó sẽ tự động bắt cái này. Đây các bạn sẽ phải giữ ở đây, giữ này trong tầm 3 5 giây 5 giây thì phải, nó sẽ đèn xanh thì nó sẽ nhanh nhanh. Giữ lại. Đấy, cái đèn xanh của nó nhanh nhanh này. Đấy, thì với Android thì nó sẽ tự động, đến đoạn này là nó sẽ tự động kết nối được rồi. Thì mình sẽ làm một video sau, sẽ có một video khác nói về cái vấn đề đấy với cả bằng tay điều khiển tới app. Thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn kết nối bằng iPhone thôi. Đấy, thì iPhone thì khác. Các bạn sẽ phải, các bạn cho dù mình chưa thử hết được, mình thấy cái iPhone không thể kết nối bằng cách đấy. Vì mình đọc hướng dẫn thì cũng chỉ có thấy hướng dẫn là các bạn sẽ phải dùng app. Cái phần thứ hai này, đây cái biểu tượng app này. Sau đó các bạn chọn Next. Đây nó sẽ hướng dẫn các bạn là đầu tiên là các bạn sẽ phải vào cái wifi này. Và cái wifi có tên là ITIA gì đấy. Sau đó các bạn nhập password từ 1 đến 8 trước. Sau đó quay lại WeLink. Bây giờ mình sẽ vào cái wifi đấy trước. Wifi đây mình sẽ tìm wifi đây, ITIA, các bạn thấy cái wifi ITIA. Rồi xin nhập pass từ 1 đến 8, pass mặc định, kết nối. Đấy, như vậy mình đã kết nối xong wifi này. Mình sẽ quay trở lại với WeLink. Đó, sau đó mình sẽ chọn link. Đây, sau đó mình nhập cái wifi của mình vào nhé. Như vừa đấy ở bên mình nói với bên Android đấy. Đấy, đến công đoạn này mình sẽ nhập wifi của mình vào. Sau đó mình chọn link và đợi nó connect. Đấy, đợi connect thì cái đèn đây nó sẽ nháy chậm, có khi lúc đó nó sẽ lúc nó tắt. Nó sẽ connect vào wifi của mình đã cài đặt đây. Nó đang connect. Rồi, như vậy là nó nhận thiết bị. Nó hiện ra như này là nó nhận thiết bị cho các bạn. Các bạn có thể đặt tên thiết bị, ví dụ như mình đặt trên cho con này là bóng đèn. Mình sẽ điều khiển bóng đèn, mình sẽ đặt nó là bóng đèn. Bóng đèn, Comdit. Nhận Comdit thì sẽ nhận app. Đấy. Như vậy là trong một thiết bị của các bạn đã có hiện lên một cái thiết bị đó là bóng đèn. Đấy, thì bây giờ mình có thể điều khiển trực tiếp. Đây, bây giờ mình nhấn đây. Đấy, mình hơi xa wifi một chút. Đấy, các bạn ấy nó sẽ hiện báo cả trên app này luôn là bóng đèn đang on. Nhấn nữa nó sẽ tắt. Đấy. Nếu như các bạn nhấn một lần ở trên sản phẩm ở đây, ở trên nút nhấn này thì nó cũng sẽ bật đèn và nó sẽ báo ở đây. Đấy. Đấy. Báo ngay lập tức. Đấy, cái thủ công như vậy. Đấy. Thì tiếp tục thì ở đây nó sẽ có bộ hẹn giờ. Đây. Timer. Thì các bạn có thể hẹn giờ tắt hoặc hẹn giờ bật. Các bạn có thể add countdown timer ở đây, các bạn sẽ chọn on off, các bạn cài đặt thời gian đây. Phút. Ở đây mình đã có 2 bộ đếm. Bây giờ mình sẽ cho nó chạy bộ on, nghĩa là 1 phút sau nó sẽ sáng. Mình sẽ chạy một lần rồi mình sẽ chọn lại run again, còn bình thường nó sẽ chạy ngay. Đấy. Nghĩa là 1 success đấy. Các bạn có thể tắt ngay trực tiếp một cách gạt này lại. Đấy, gạt cái phím này. Hoặc xóa đi để bên cạnh. 1 phút sau thì đèn nó sẽ sáng. Đấy. Sau khi đấy xong thì nó sẽ quay về hình như này. Bây giờ mình sẽ chạy cái phòng nó. Mình cũng cho nó chạy 1 phút sau nó sẽ tắt đi. Đấy, thì gọi là nó đã tắt đi rồi sau phút. Thế nào mà nó sẽ dựa theo thời gian thực của các bạn. Đấy, ví dụ như lúc mình đang cài đặt là 11:08, gần sang 09 rồi, mình cài đặt sang 09 thì nó sẽ bật ngay lên sang 09. Nghe khoảng thời gian là các bạn tính theo thời gian thực, nó sẽ hiển thị ở đây. Thời gian các bạn căn ke thế nào đây. Đấy,
là chắc là bộ đế rồi. Thế các bạn. Vậy thì để các thiết bị khác có thể truy cập được vào điều khiển cái thiết bị của các bạn thì các bạn sẽ phải xóa xóa cái nhận 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 diện nhận biết thiết bị ở trên này đi. Nên là các bạn đã nhận thiết bị iOS này rồi, các bạn sẽ muốn điều khiển bằng thiết bị iOS khác, các bạn sẽ phải out này ra. Đây, mình sẽ phải delete nó đi. Đấy, delete nó đi. Thì thiết bị khác có thể connect vào. Đấy. Đấy. Thì phần giới thiệu về thiết bị và cách điều khiển bằng iOS của mình đến đây là kết thúc. Thì cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video lần sau về cách hướng dẫn điều khiển hay là kết nối với Android và với tay phát RF. Xin chào và hẹn gặp lại. Cảm ơn các bạn đã quan tâm đến những video của nhóm. Hãy comment những gì bạn muốn và đừng quên like, share và subscribe cho nhóm nhé. Vâng, xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở các video lần sau.